Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của First Store. Ngày hôm nay First Store sẽ giới thiệu cho bạn 4 dòng mũ full face phổ thông. Rất nhiều bạn có hỏi shop là liệu rằng với giá 300 ngàn cho đến 400 ngàn thì chúng ta có thể lựa chọn những mẫu mã full face nào. Thì đây là 4 mẫu mã full face mà shop đã lựa chọn cho các bạn trong ngày hôm nay để giới thiệu các bạn. Đây là mã Agodenture này, Agode Vân Carbon này, ACMT136 và Royal M136. Thì đây là 4 sản phẩm đang ở phân khúc là tầm trung và phổ thông để các bạn có thể lựa chọn để đi xe máy với quãng đường gần, hoặc là các bạn mới đi phượt thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm an toàn nhất hiện nay. Đây là ngoại hình đấy, bên ngoài của 4 dòng sản phẩm thì chúng ta thấy nổi bật đó là hai chiếc mũ vân carbon của ACMT136 và AGU. Thì đây là hai dòng vân carbon mới nhất của dòng full face này. Nếu so sánh về ngoại quan hình ảnh thì các bạn thấy dòng full face mà có vân carbon này bắt mắt hơn, và đặc biệt đối với AGU và ASEA thì cái logo của hãng gắn trên mũ là logo bằng kim loại trông rất nổi bật. Và đặc biệt các bạn thấy chiếc mũ AGU đấy, logo AGU rất là to và đẹp, làm bằng đồng rất nổi bật cùng với lớp vân carbon đó. Thì với các dòng vân carbon thì nó có điểm cộng đầu tiên đó là khó bị xước và khó bị bám bụi hơn so với dòng trơn này. Các bạn thấy ạ, nó sẽ có độ bảo vệ nhất định trên mũ và sẽ hạn chế việc là bị xước và bị bám bụi và lau chùi cũng khá là dễ. Nhưng đối với một số bạn mà muốn dán tem, các tem hình, tem đề ca lên thì nó sẽ khó bám dính hơn so với hai dòng mũ này, hai dòng mũ nhám này. Về đặc điểm về các đinh ốc, các bạn này nhìn này, cũng khá là tinh tế. Đó, cũng được ẩn đi và nó gắn vào đây ra cảm làm cho cảm giác của mũ chắc chắn hơn rất là nhiều. Còn với hai dòng Royal M36 và AGU thì logo là logo in chìm ở phía trước này đó, và lớp sơn của mũ là sơn nhám thì nó sẽ dễ bị bám bụi hơn này, nó dễ bị xước hơn. Nhưng đổi lại chúng ta có thể là dán đề ca lên và chúng ta thay đổi ngoại hình bên ngoài của hai chiếc mũ này rất là đơn giản dễ dàng, và việc là chúng ta phủ đề ca lên là được đó. Về bên ngoài thì mình thì đánh giá cao về hai mẫu mã này hơn. Thứ nhất, vân carbon đẹp hơn, thứ hai là logo đồng trông nổi và sáng hơn. Và phần tiếp theo chúng ta so sánh về phần cầm này các bạn này. Phần cầm của 4 mẫu này đều là cầm vuốt nhọn bình thường thôi, và trên chiếc cầm thì sẽ có phần thông gió đó. Thì đây, chiếc AGU này được nổi bật bằng cái chiếc là thông gió là đẩy lên đẩy xuống như này, rất là dễ dùng. Còn ba cái mẫu mũ này thì đều là lớp thông gió phổ thông, là thông gió đẩy cả lên cả xuống như này đó. Và phần hệ thống bên trên thì ACMT136 và Royal là hệ thống thông gió là hệ thống thoát ấn như này đó, ấn lên ấn xuống như này. Còn đối với là AGU sẽ là phần đẩy ra đẩy vào như này đó. Thì với hệ thống thông gió này thì sẽ giúp chúng ta là gì, đi đường ta thoải mái hơn, dễ chịu hơn, bằng việc là chúng ta khi cho mở lên thì khi đi với tốc độ cao thì gió sẽ đi vào phần thông gió ở trên đỉnh mũ này và sẽ đi ra ở phía sau và tạo một cái lớp là vòng thông gió và giúp cho gió chúng ta đi vào và sẽ đẩy không khí nóng ở trong đầu ra, thì chúng ta sẽ cảm thấy là mát và dễ chịu hơn rất là nhiều đó. Và tương tự cầm cũng vậy, khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ cảm thấy hít thở nó dễ chịu hơn. Đấy là hệ thống thông gió. Thì 4 mẫu này thì xem nhau mình thấy là gần như là bằng nhau thôi, không có gì khác biệt cả. Ở phần thứ hai nữa là phần kính. Thì kính cả tất cả 4 chiếc mũ này, hệ kính đều là hệ kính lẫy cài đó. Lẫy cài đây, và có các 4 nấc, 1 2 3 nấc. 3 nấc kính thì chúng ta gạt lên gạt xuống khá là dễ dàng tùy theo cái nhu cầu của chúng ta đó. Và phần tiếp theo của chiếc mũ này chúng ta đến với là hệ thống kính. Thì 4 dòng này thì kính là như nhau, đều là kính cài bên hai, có hai bên tay kính và kính được cài vào đây, và nó sẽ có 3 vị trí, một là đóng này, hai là mở vừa này, và ba là mở cao này đó. 3 mẫu lớp, 3 khớp kính như vậy. Thì chúng ta tùy theo cái nhu cầu ta mở nhiều hay mở ít, chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta tay chúng ta phần này, phần kính nó có phần nhô ra, chúng ta dùng tay trái chúng ta có thể mở kính dễ dàng hơn đó. Kính này thì đang có 3 màu, màu như này, màu tràng hay gọi là màu khói, thứ hai là màu trắng trong, và thứ ba là màu trắng gương. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng, ví dụ bạn đi trời điều kiện chói sáng này, điều kiện nắng thì chúng ta dùng trắng gương thì nó sẽ giúp ta đỡ bị chói hơn rất là nhiều. Nếu bạn đi trời mưa hoặc trời đêm buổi tối thì cái kính trắng trong và kính trà cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn rất là nhiều
Đó, đấy là phần kính. Về phần tiếp theo, đó là phần đáy. Đáy của Asia và chúng ta thấy Asia thì phần đáy nó có một điểm trừ nho nhỏ là tất cả phần đáy này đều làm bằng mút. Mút đó, mút này thì khả năng bị bám bụi và bị bẩn sẽ là cao hơn so với là lớp agu làm bằng da như này các bạn này. Đó. Có bằng da này. Thì lớp da này khi chúng ta đi di chuyển mà chúng ta bị bụi bẩn cái thứ thì nó sẽ khó bị bám bụi và nó sẽ dễ được lau chùi hơn, được vệ sinh tốt hơn. Đó. Phần agu này thì quai dệt của mũ của nó là bằng da này, rất là đẹp này. Phần bảo vệ cằm chúng ta tránh cái việc là bị cọ sát vào đai cũng khá là mềm mại và êm ái, thì giúp ta là sẽ là không bị được xước cái cằm này khi chúng ta đội mũ tháo ra tháo vào. Tương tự đó, agu này. Đấy, phần agu và phần carbon cũng tương tự như vậy, khá là chắc chắn. Và royal cũng tương tự, royal thì nó lại không hoàn toàn tất cả bằng da như vậy, nó sẽ có hai vầy này bằng da và phần này là phần mút này. Đó, thì so với lại MT-36D3 dòng này thì phần đáy của nó sẽ tốt hơn so với ASEAN MT-36. Còn về lock bên trong thì ba bốn chiếc này thì tương tự nhau. Đó, thì đầu tiên là sẽ phần mút này, đó mút này, sau đấy đến xốp này và sau đó đến nhựa bên ngoài, thì ba cái phần này liên kết với nhau tạo ra một lớp bảo vệ đầu chúng ta khỏi va chạm và hấp thụ xung lực, giúp ta là giảm chấn thương khi chúng ta bị tai nạn hoặc là chúng ta bị ngã. Đó. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm đến đó là phần khóa. Thì bốn mẫu mũ này đều cùng một kiểu khóa, đó là kiểu khóa răng cưa. Ta kéo lên và ta tháo ra và ấn vào. Đó. Phần này có phần để bảo vệ, ngoài hai cái tai này ra thì có phần phần này là phần bảo vệ cằm chúng ta này. Khi chúng ta độ nào chúng ta không bị cọ trà xước và chúng ta sẽ ôm cằm chúng ta hơn. Và phần chiều dài của dây này có thể điều chỉnh phụ thuộc vào cái vòng đầu của chúng ta. Chúng ta thì điều chỉnh dài ngắn được nhé. Về size số thì sản phẩm MT-36 này chỉ có duy nhất size XL nhé. M136 này thì của Royal thì có hai size L với XL. Hai sản phẩm này thì đều có duy nhất một size và cái form của phân carbon này nhỏ hơn so với lại form của phân của đen trơn. Mình vòng đầu của mình khoảng 5556 và mình đội chiếc mũ agu phân carbon này rất là vừa, nó vẫn có thể là thực ra là vần vẫn cảm thấy hơi rộng một chút, thì đối với bạn là vòng đầu từ 54 cho đến 57 thì đội cái mẫu agu phân carbon này là vừa nhá. Còn size L này sẽ to hơn so form của cái vân carbon này một chút. Mình đội thì hơi rộng. Đây mình đội thử này. Đó. Mình lắc nó bị trượt thì tốt nhất các bạn nào từ phong vòng đầu từ 57 cho đến 60 thì đội cái mẫu này được. 56 cũng được. Mình là 55 rồi thì đội cái này nó vừa phải. Đó. Bạn nào đầu nhỏ từ 54 55 hoặc cùng nó 56 đến 57 là đội này được. Còn các bạn từ 56 cho đến 60 dùng cái loại này thì khá là ổn nhé. Còn đối với Royal M136 và ASEAN MT136 thì XL chắc chắn là mình rộng rồi. XL thì tầm vòng đầu từ 56-60, còn L đây, ví dụ như đây là size L của Royal M136 thì mình đội vừa này. Đó. Vòng đầu của mình là 55 nhé, khoảng 55 đến 55,5 bạn nhé. Thì bạn nào mà có vòng đầu như mình thì nên đội vừa khít lượng. Không ôm khít vào đầu mình và đi nó rất an toàn. Chúng ta không, nếu bạn đội mũ full face mà bị rộng quá thì khi chúng ta chỉ cần hơi lắc nhẹ thì mũ sẽ bị trượt và hai cái điểm này là hai cái điểm chết, thì chúng ta rất là khó quan sát hai phía bên, rất là nguy hiểm. Đặc biệt là mũ full face thì chúng ta biết là nó rất là nặng. Dòng này đang là tầm khoảng 1,1 cân này, dòng này tầm khoảng 1 cân này. Đó, thì các bạn mà đội những dòng full face tầm này nó còn dễ chịu nhé. Nếu mà dòng tầm 1,5 cân trở lên thì bạn đội mà rộng đi rất là khó chịu luôn ạ. Đó, đấy là về size số. Về màu sắc hiện nay này, đây mình nói là vân carbon thì nó sẽ có ưu điểm là đẹp hơn này, logo đồng bắt mắt hơn này. Còn hai dòng này thì rất dễ để chúng ta rất dễ để phối các màu khác, dán đề can lên rất là dễ. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng của bạn, tùy vào kích cỡ của vòng đầu thì bạn sẽ đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho dòng sản phẩm của mình, về cái như cho những chuyến hành trình của mình. Và các bạn cần tư vấn thêm thông tin gì về size số, về màu sắc, về cách sử dụng, về cách vệ sinh thì các bạn vui lòng liên hệ với shop để shop thì tư vấn các bạn dễ hơn rất là nhiều. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.